Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà để chọn được một chiếc Vespa điện cũ ưng ý nhất. Thì hôm nay thì ở đây thì nhà mình có rất là nhiều Vespa. Thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn là cái cách chọn được một chiếc Vespa xe điện đi vừa khỏe, vừa êm ái mà nó không hay bị xảy ra những cái lỗi vặt. Hiện tại thì mình đang có rất là nhiều xe ở đây. Thì đầu tiên thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái nhìn về hình thức ở bên ngoài. Thì đầu tiên các bạn nhìn một con xe ấy, thì các bạn nên để ý cái hình thức ở bên ngoài. Xe thì không xước sát quá. Và đặc biệt là ví dụ như nếu mà có xước sát ấy, thì nó chỉ nói chung là cái xe điện này thì nó sẽ không thể tránh được những cái việc là xước hai cái bên hông này, đặc biệt là hai cái bên hông này. Thì nó bởi vì là nó rất là to, thế nên là mọi người đi mà không giữ ấy, thì nó đều xước hai cái bên này. Đây, ví dụ như cái vết xước tương đối to này. Đấy, các bạn nhìn rõ này. Thì xe thì không nên xước, nói chung là nếu mà xe mà ngon ấy mà nó có xước một tí thôi thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Thứ hai là các bạn kiểm tra đến khi mà mắt mình nhìn nhé, thì tất cả những cái thứ nó phải đồng bộ. Ví dụ như là đây, ví dụ như mặt đồng hồ này, hay là những cái vành đèn này, nó đều đồng bộ với nhau. Đấy, nhìn nó có sáng không? Sáng thì cái xe của mình thì nó sẽ, khi mà mình mua xe cũ thì những cái mặt đèn này nó sáng, hoặc là như kiểu con này này, xước thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái thẩm mỹ đấy. Cái giá của cái xe Vespa điện này thì nó dao động trung bình từ 6 triệu đến tầm 9 triệu, tùy xe, tùy hình thức và tùy cái bình ắc quy nữa. Đấy, ví dụ như là những cái con, các bạn có thể nhìn cái con này này. Đấy, nó rất là mới này. Nó xe nó đi lướt, đăng kiểm đầy đủ, về mình có thể đăng ký chính chủ được. Hay là những con này so với những con này. Con này thì mình cũng nói rõ là bên mình có sơn lại rồi, màu đen này là sơn là dễ nhất trong các thể loại sơn, thì cái màu đen sần này là sơn là dễ nhất, thì bên mình có tiển lại. Nhưng mà những cái con mà kiểu màu trắng này này thì nó rất là khó sơn, bởi vì cái màu trắng của nó, màu trắng 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 của nó trắng rất là ngà ngà đục đục, chứ không phải là trắng tinh. Trắng tinh thì sơn ra hãy ra trắng tinh ấy. Thứ hai là các bạn kiểm tra đến phần lốp. Các bạn nhìn này, ví dụ như là một cái lốp của cái xe zin ấy, thì khi mà các bạn nhìn này, lúc nào nó sẽ căng phồng đều, và nó đặc biệt là nó không bị vá và ngoài một vết nào cả. Đấy, thì các bạn có thể quay đây, có thể mình cho các bạn thì xem cái xe mà nó được vá rồi đây. Con này chưa vá. Có một con vá rồi. Thì cái lốp của xe điện này thì nó đều lốp không xăm, nên là nó rất là dày. Các bạn đi thoải mái trong vòng 3 4 năm thoải mái luôn. Thì lốp xe điện, đặc biệt là cái lốp xe điện này. Thì thứ hai là kiểm tra đến về cái phần IC. IC ấy, ví dụ như là đây, ví dụ mình đang có một con này nhá. Mình bật lên này, khi mà các bạn ga ấy, nó rất là êm và đều sử dụng được những cái nút nhanh chậm này, thì là IC của nó zin. IC mà thay vào ấy thì ít khi người ta đấu cái chống trộm này lắm. À, cái công tắc nhanh chậm này, có nhiều con nó có cả số lùi nữa, thì những cái con mà có sử dụng được số lùi ấy, thì chắc chắn là sẽ zin đấy. Và thứ ba là ví dụ như là mình, nếu như mà có các bạn mua ấy, mà bên nào mà người ta không mở ắc quy ra cho mình kiểm tra ấy, thì mình có thể là khi mà mình ga này, mình ga đi thử này, thì thấy là nó ắc quy nó không bị tụt. Cũng có trường hợp nó người ta không sạc thì nó sẽ tụt một phát xuống tận nửa luôn. Thường thường ấy, những cái xe điện ấy, mở lên ắc quy nó đều đầy hết, ắc quy nó đều đầy đây. Xe nào cũng thế.
ắc quy nó đều đầy, mở lên thì nó đầy, nhưng mà khi mà có tải ấy, thì nó mới bắt đầu là nó mới xuống. Sau đó thì mình kiểm tra lốp trước lốp sau, rồi kiểm tra đến cái phần ắc quy rồi, thì mình có thể nếu mà cửa hàng nào dễ tính hoặc là cửa hàng nào mà thoải mái thì có thể là bảo họ mở bình ra để kiểm tra. Ví dụ như đây mình đang mở sẵn một con này đấy, thì nha, bình ở trên bình nó lúc nào nó cũng đều có đết này, các bạn có nhìn thấy đết này. Khi mà các bạn nhìn đầu tiên là thấy 5 quả đồng bộ, một bộ bình đết của bình mới. Thường thường đết bình nó rơi vào khoảng tầm 1 năm đến 2 năm là các bạn có thể chấp nhận được, là mua con C có thể chấp nhận được về bình. Nếu mà các bạn muốn thay bình mới thì có thể yêu cầu bên bán xe, người ta thay, người ta sẽ hỗ trợ. Nên nhưng mà mình khuyên thật là nếu mà nên mua một con xe nào rơi vào khoảng tầm 6 triệu, 6 triệu rưỡi thì tốt nhất là mình nên lắp bộ bình mới. Ví dụ bộ bình mới thì bên mình đang hỗ trợ khách nó rơi vào khoảng tầm 1 triệu 2 nữa thôi là được một bộ bình mới lắp vào xe, các bạn cộng vào giá xe. Thì sau đó, sau khi mà mình lắp bình rồi ấy, thì mình được bảo hành của hãng. Mà vì đây là thường thường những cái bên ấy nó sẽ hỗ trợ một nửa, ví dụ như là bình 1,2 triệu thì mua là 2,4 triệu thì bên mình hỗ trợ một nửa. Tại sao lại có cái giá hỗ trợ như thế? Bởi vì là bình cũ của xe bên mình có thể là để sử dụng lại để bán xe khác, nó có cái giá đấy. Còn sau này các bạn thay thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2,5 triệu, thì 2,4 triệu, 2,5 triệu tùy chỗ thay, thì nó rất là đắt, nó sẽ đắt hơn mà nó mang lại nhiều những cái phiền toái cho mình hơn đấy. Còn sau đấy thì các bạn kiểm tra đến phanh, pháo, phanh nhẹ. Thường thường những cái loại Vespa này thì phanh trước phanh sau của nó tương đối nhẹ, phanh trước nó là phanh đĩa, có nhiều con thì nó chạy hai phanh đĩa, nhưng mà thực cũng không nên mua cái loại hai phanh đĩa bởi vì đi nó rất là nguy hiểm đấy. Phanh pháo nó rất là nhẹ nhẹ nhàng. Đèn còi, xong rồi các bạn kiểm tra đến đèn còi đầy đủ. Còn xe điện ở trên thị trường này thì những cái xe mà có giấy tờ hay là không giấy tờ nó cũng không chênh nhau nhiều, bởi vì là xe điện này đến 90% là biển ghép. Thế nên là nhiều cái là mua xe về nó đã không có giấy tờ rồi, mà trong khi đấy là xe điện này thì không rút được hồ sơ gốc, thế nên là nó không thể làm lại được, thì nó cũng gọi là bình thường. Đấy, các bạn đi mà công an là có bắt thì bảo xe mua lâu rồi rơi mất rồi là xong. Ở Hà Nội thì là hay thế, còn ở tỉnh thì mình không 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 rõ được là như thế nào. Thì đấy là những cái kinh nghiệm đầu tiên. Thì các bạn nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu mua xe mà muốn tham khảo ý kiến hoặc là truyền đạt cái kinh nghiệm thì có thể alo cho mình, thì mình sẽ hỗ trợ hết mức. Có một cái nữa là cái chống trộm của cái xe điện, mình khuyên thật với các bạn là không nên lắp, nói thật luôn. Đây có những cái chống trộm, đây là cái chống trộm của xe điện này, thì mình khuyên thật với các bạn là nó có mấy 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 cái chức năng. Thực ra cái này thì nó cũng rất là tiện. Khi mà mình đang sử dụng bình thường, mình không hay đi nước mưa nước mép nhiều, thì cái này thì nó cũng tương đối là tiện. Đây, ví dụ như các bạn khóa xe này thì nó khi mà dắt đi ấy, thì nó sẽ kêu và có thể là mở chìa khóa trực tiếp bằng cái chìa này được, không cần phải cắm chìa khóa này vào xe. Nhưng mà khi mà các bạn đi dính nước hoặc là đi trời mưa ấy, thì nó rất là bất tiện, bởi vì là nó sẽ bó bánh như cái lúc mà mình khóa xe ấy, làm cho mình không biết tháo thì nó sẽ rất là khó chịu và không thể đi được luôn đấy. Nếu mà mình mà ít khi đi trời mưa thì mình có thể để lắp thêm những cái này thì chắc là cửa hàng người ta cũng không khó khăn gì cả. Đấy, sau đấy đấy là mình hướng dẫn cho các bạn, nếu mà ai mà có nhu cầu thì cứ để lại số điện thoại hoặc alo trực tiếp cho mình nhé, theo số điện thoại ở chị bên dưới. Mình cảm ơn.